Chúng tôi sẽ căn cứ vào số mà Trạng Nguyên bắt thăm được để giao đề bài ứng xử cho Trạng Nguyên. Bạn làm gì cho dân trong nước? Sau bạn đỗ rồi, sau 30 mà đến 45 tuổi bạn phải làm gì? Làm gì cho nhân dân trong nước? À, viết UPU có cho hết cả cuối năm đấy, là chỉ chọn cả cuối năm, cả cuối năm nhưng mai mới lòng mai mới chọn luôn là tem đấy. Cuối năm cuối năm chỉ năm có mỗi cái lần trước là bệnh dịch bệnh bạn đang còn cái thuốc truyền tem ấy. Giờ ta cứ đóng bọc ta gửi hết đi cho nó cứ nước xuống nào ta gửi, nhưng mà phải gửi từng đứa một mà chứ đâu được đóng bọc đâu. Ta thì gửi dán tem từng đứa một chứ không phải gửi tiền gửi đi. Ừ. Chưa ở dưới bọn em nó thu tiền cái bài bệnh dịch viện chị B cả cục chị vào hiện đoàn. Vâng, mời các thầy cô giáo giúp các Trạng Nguyên chuyển bàn lên trên sân khấu cho các em chuẩn bị làm bài. Này kể ra nó thi cái phần này nó cho nói nhỉ, nói như kiểu dạng thùng điện ấy đấy, cái kiểu vậy hay. Con lại làm bài tiếp à? Như rồi các Trạng Nguyên ứng ký sao ấy, ứng ký mày ghi đi, nhưng mà nó cái gì thì biết được, không biết trước tiền không chứ gì nữa. Tí nó nói lại sau đây là phần thi ứng xử này cho các Trạng Nguyên nhé. Cái này là cái bảng ứng xử đi, biết chạy yếu cũng có nó chạy được mà.